Ta thực hiện phép nhân rất nhanh như sau. Ta lấy 61 nhân 14 chẳng hạn. Thì có một cái cách rất độc đáo mà rất nhanh. Các bạn có thể tìm hiểu như sau. Đầu tiên ta lấy 6 nhân 1 là 6 đặt đây. Rồi 1 nhân 4 là 4 đặt đây. Đấy, các bạn đặt không ở đây. Rồi lấy 1 nhân 1 là 1. 6 nhân 4 là 24. Cộng lại là 25. 25 các bạn viết đây. Cộng lại là 5, 4, 5, 8. Vậy kết quả là 854. Cực kỳ nhanh các bạn, khi thực hiện đúng rồi thì rất nhanh. Đấy. Tương tự như vậy các bạn có thể, cái này gọi là một bài tập nhé. 72 x 28. Bây giờ ta thực hiện 81 nhân 16. Đầu tiên ta lấy 8 x 1, 8. 1 x 6 là 6 đặt đây, không đặt đây. 1 x 1 là 1. 8 6 48. Cộng lại là 49. Cộng lại đây 6 9 8 cộng 4 là 12. Với 196 các bạn nhé. 196. 1296. Đấy, cực kỳ nhanh. Các bạn cứ thực hiện ấy, nhanh như bào luôn. Đấy. Và ta 88 nhân 12. Đấy. Ta lấy 8 nhân 1 8, 8 nhân 2 16. Rồi, 8 nhân 1 là 8. 8 nhân 2 16. 16 cộng lại 24. 24 đây, cộng lại 6, 5, 10, 1056 bạn nhé. Hoặc là 67 nhân 19 chẳng hạn. 6 nhân 1 là 6. 7 nhân 9 6, 3. Ok. 7 nhân 1 là 7. 9 nhân 6 54. Cộng lại được là 6, 61. Đấy, 61 là đây. 3 7 12 11000 273. Cái này bằng 1273. Nhấn nhanh như vụ bào các bạn nhé. Hoặc các bạn lấy 82 nhấn 91. Thì đầu tiên này, 8 nhấn 9 72. 2 nhấn 1 là 2. Do đây là một số, thêm một số vào đây. Đấy. 2 nhấn 9 18. 8 nhấn 1 là 8. Cộng lại là 16. Là 16 là 26. 26 vào đây. 2 6 4 7. Vậy 7462 các bạn nhé. Chúng ta thực hiện phép nhân 14. 141. Đấy. Đấy. 1 nhân 4 là 4. 4 nhân 1 là 4. À không vào đây. Rồi. 46. 1 nhân 1 là 1, 17. Đây, cộng lại 475 574 các bạn nhé. Các bạn có thể nhân 69 với 96. 96 54 về đây. 9 nhân 6 54 về đây. Ok. Rồi 99 81 đặt đây. 66 36. Cộng lại là 7 8 cộng 13 là 11. 117. Đấy. Trong đây cộng lại 4 2 như 1. 1 là 5 là 6. 6 với 6000. 624. 6624. Rồi thực hiện rất nhanh các bạn nhé. Có thể tiếp tục một số ví dụ nữa. Các bạn lấy 90 nhân 19 chẳng hạn. Lấy 9 nhân 1 là 9 các bạn viết đây. Rồi 0 nhân 9 là 0. Thêm 0 vào đây. Đấy. Rồi 9 nhân 1 là 9. À, 0 nhân 1 là 0. 99 81 cộng lại 81 đặt đây. 01 17 1710 các bạn nhé. Các bạn có thể lấy 16 nhân 17.
Thì đầu tiên ta lấy 1 nhân 1 là 1 ở đây. 7, 6, 4, 2 là viết đây, ok. Rồi lấy này, 1 x 6 là 6, 1 x 7 là 7, cộng là 13. Cộng lại lần nữa, đây là 2773, 72. Đấy, đơn giản như vậy. Các bạn có thể lấy 91 nhân với 92. Thì đầu tiên lấy 9 nhân 9 81, lấy 1 nhân 2 là 2, thêm 0 ở đây. Rồi lấy 9 nhân 1 là 9. Rồi 9 nhân 2 18. 18 cộng 9 là 27, 27 là đây. Các bạn cộng lại. Đây là 2 7 3 8. Với kết quả là 8372 các bạn nhá. Như vụ bảo. Các bạn có thể lấy 16 nhân 62. Ta lấy 1 nhân 6 là 6, 2 nhân 6 là 12. Đây. 66 36. 1 nhân 2 là 2 là 2 đây là cộng là 38. 38 là đây. 2 9 9 9 đáp 92 các bạn nhé. Vậy 16 nhân 62 là 992. Các bạn có thể lấy 31 nhân 13. Lấy 3 nhân 1 là 3, 3 nhân 1 là 3 là đây, đặt 0 đây, ok. 1 nhân 1 là 1, 3 nhân 3 là 9, là 10. Đấy, cộng lại này. 3, 0, 4, 14, 503. Vậy 31 nhân với 13 là 403. Ok, đấy. Các bạn có thể thực hiện việc nhân 12 với 21. Ta lấy 1 x 2 là 2, 1 x 2 là 2, đặt 0 đây. 2 là 4, 4 là 1, cộng lại 5. Vậy là 5 đây là 252. Vậy 12 x 21 là 252. Nhanh như vụ bào các bạn nhé. Các bạn có thể lấy 18 nhân 81. Ta lấy 1 nhân 8 là 8, 1 nhân 8 là 8, đặt 0 đây. 88 64. 1 nhân 1 là 1 là 65. Cộng lại 8 5 8 cộng 6 là 14. Vậy 1458. Vậy 18 nhân 81 là 1458. Các bạn lấy 62 nhân 26 bao nhiêu? Ta lấy 6 x 2 là 18, 12, 26, 12 là đây, ok. 22 là 4, 66, 36 là 40, còn là 40. Vậy đây là 2, 1, 6, 1. Vậy kết quả 1612, 1612, các bạn nhé. Như vào luôn nhé. Các bạn có thể 31 x 31. Đấy, 33 là 9, 11 x 1, không đây, 1 x 3 là 3. 3 x 3 là 3. Đấy. Thì đây cộng 6 đây. Vậy 961. Vậy 31 x 31 là 961. Các bạn có thể lấy 15 x 15. 1 x 5 là 5. Đấy. 1 x 1 là 1 chứ. 5 x 5 là 25. Đấy. Rồi. Ok. 1 x 1 là 1, 5 x 2 đúng rồi. 5 x 1 là 5. Rồi 5 x 1 là 5, cộng lại là 50. Cộng lại là 5 2 2. Vậy bằng 225. Vậy 15 x 5 là 15 là 225. Các bạn nhá, đấy, như vào luôn. Các bạn lấy 16 x 61. Các bạn lấy 6 x 1 là 6. 6 x 1 là 6, đặt 0 này. 6, 6, 3, 6. 1 x 1 là 1, 3, 7, đặt đây. 6, 7, 9, 9, 5, 7, 6. Ok. Hoặc là 19 x 9, 1. Nhá. 9 x 1 là 9 này. 9 x 1 là 9, đặt 0 này.
9981 11182 cộng lại 9217 với kết quả 1792. 1792. Như vào luôn các bạn nhé, rất nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái dịp gần nhất.